Xin chào tất cả quý khách hàng của nhà phân phối Hùng CV Bố Già. Thì hôm nay ngày 25 tháng 4 năm 2023 thì Bố Già có về thêm bổ sung thêm lô hàng để nhằm phục vụ cho tất cả quý khách hàng nhân dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 và dịp lễ của Dỗ Tổ. Thì các mã hiện tại Bố Già đang về là gồm có đúc đế hồng cao su, các dòng baga và có thêm một điều đặc biệt nữa là sự xuất hiện của thùng B33NTM ADV. Đây là bản thùng có mặt đầu tiên tại Việt Nam và Bố Già rất là may mắn có được dòng thùng này. Wow. Thì bây giờ thì sẽ cùng mình xem là ở trong thùng B33NTM bản ADV bản cao cấp này thì nó có những cái chi tiết gì ha. Hiện tại thì thùng vẫn còn nguyên đai không chị? Hàng vừa về xong. Wow. Mẫu thùng này thì được thông tin ra mắt từ thời gian rất là lâu rồi, nhưng mà để về lại hàng ở tại Việt Nam thì hiện tại là ngày hôm nay mới có mặt tại Việt Nam. Rồi mã thùng của nó là B33NTM ADV. Đó, công ty nhập khẩu là bên Đức Hòa Long An GT Việt Nam nha. Chi tiết thì bản này khá là hoàn thiện. Đầu tiên thì thay vì ở đây sẽ có sự xuất hiện của chóa đèn thì bây giờ bản đối với bản ADV này thì nó sẽ thay thế bằng một cái hai thanh mạ bạc trải dài từ nắp thùng trước trở về giữa thân thùng sau. Cũng vẫn là sử dụng đời khóa hệ thứ ba micro 3. Bốn góc xung quanh thì sẽ được bổ trợ thêm, là đây là nút này là nút nhựa để tạo để móc nối với hệ lưới ràng. Có bốn điểm tất cả, 1, 2, 3 bốn điểm tất cả. Ngoài ra thì có thêm tựa lưng. Bản tựa lưng này khá là dài. Wow, mình có thể thấy này một đốt là chiếm hơn một nửa, chắc phải rơi vào khoảng tầm 3 cm rưỡi hoặc là 4 cm. Chất liệu cực kỳ êm nha, đối với bạn này cực kỳ mềm luôn này, đó mọi người có thể thấy không, nhấn vô rất là mềm luôn. Đối với những cái bạn mà có tựa lưng mà mềm như thế này á, dòng cao su mà mềm như thế này á, đi khi mà trải qua những cái đoạn sóc thì người ngồi sau tựa rất là êm. Bây giờ thì mở xem bên trong thùng có gì ha. Wow. Bên trong thùng thì kèm theo đó là có mã QR code. Cái này có thể chất này. Khi mà khách hàng tham khảo hoặc là tra khảo cái mã của B33NTM ADV này thì có thể quét mã code này để ra thông tin sản phẩm này. Tất cả đều hiện đầy đủ ở đây. Dòng thùng này là 33 lít. Vẫn bao gồm thẻ bảo hành với lại giấy hướng dẫn, lưới ràng, đấy, một chìa sơ cua và lót thùng. Vậy là tổng hợp lại thì với đối với bạn B33NTM ADV này thì sẽ gồm có thêm 3 phụ kiện nữa là lưới ràng, mút chụp xúc và tựa lưng. Nhưng mà đối với bạn cao cấp này thì chi tiết rất là hoàn thiện luôn. Bây giờ thì cùng kiểm tra xem là cái phần lưới ràng này nó có khác biệt gì hơn so với lại dòng cũ của bên bảng 32 ha. Rồi, đây là chất liệu lưới dẹp nha. Có thêm dây móc này. Khúc này này chắc là để kéo này. Đây là móc, móc lưới.
thấy nè, toàn bộ bề mặt được lưới phủ gần như là hết luôn, gần như là full luôn. Thì phải gia tăng thêm diện tích để đồ đúng không? Lấy nút ra, lấy móc khóa này ra này, nhấn xuống, kéo ra. Thao tác cực kỳ đơn giản luôn. Này biết đâu có thêm đồ thì sẽ móc một phần phía này và ràng thêm đồ nữa. Đánh giá 9/10. Rồi. Mẫu thùng này hiện tại thì bên bố già về số lượng ít. Khách hàng có thể liên hệ qua số điện thoại là 0964066066. Địa chỉ cửa hàng là số 7 Nguyễn Thái Sơn, phường 3, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Cửa hàng bố già thùng Jury và phụ kiện Thiên Hãng. Xin cảm ơn tất cả khách hàng.